Xin chào các bạn, KXC Home đang có mặt tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để khảo sát công trình nhà gỗ kết hợp từ đường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác chủ nhà để trao đổi và chỉnh sửa lại một chút bản thiết kế nhé. Công trình có tổng diện tích 1.100m2 nhưng chỉ xây dựng gần 400m2, còn lại là sân vườn. Dự án đã được lên thiết kế sơ bộ, gồm có một nhà thờ từ đường ở chính giữa, hai bên là nhà ở, phía sau từ đường là bếp và nhà ăn. Sau khi đã chốt phương án sơ bộ thì phía thi công đã nhập vật liệu là gỗ gõ đỏ. Mời các bạn cùng đi kiểm tra chất lượng gỗ cùng KXC Home nhé. Hiểu được ngôi nhà là tâm huyết cả đời của gia chủ, KXC coi nỗi lo lắng của chủ nhà trong quá trình thi công như của chính mình, nên luôn có mặt giám sát công trình vào những giai đoạn quan trọng. Công trình dự tính khởi công vào ngày 15 tháng 2 âm lịch. Trước đó, KXC Home sẽ hoàn thiện bản thiết kế. Các bạn nhớ theo dõi KXC Home để cùng cập nhật tiến độ của công trình nhé!